Có nghĩa là em cho anh cốt hay là cho anh như thế nào? Uầy, mượt thật anh ạ. Uầy. Mượt, mượt vãi đái luôn. Uầy. Giảm sầm hút xuống. Xoay xoay xoay, ô mượt, mượt vế. Uầy. Mượt vãi vế. Cứt luôn á. Đẩy 4. Uầy. Uầy. Sướng ghê. Phê vãi. Giờ em biết con, giờ em biết đây. Nào, thế không bật lên phí vãi đái. Đi vào bốc cam đi. Ủa phải đi. Mượt vãi cứt. Ok, chào mọi người nhá. Ui, kia. Ờ, ăn nhầm, ăn nhầm, ăn nhầm. Mượt quá, phải thử. Anh vừa anh nhảy ở mấy cái thanh ngang ngang bé bé. Nó nhảy mướt ơi mướt luôn. Không rơi tí nào. Được, sướng rồi. Ui, sao trận này không có người này. Đuôi không thấy nhảy, chúng có nhảy đâu nhỉ? Đường bay vừa, đường bay như thế nào nhỉ? Đuôi Painan. Bên... Painan rồi, Painan, Painan. Painan hay bút cam nhỉ? Tôi chưa gì bút cam. Tôi thì bút cam. Ờ, anh Tún ơi, Lâm cho cốt kìa. Thế à, ok ok, cảm ơn em nhá. Ờ, có gì inbox cho anh nhá. Ờ, cốt ngon quá rồi. Ngon nhá, cảm cốt ơn à? Em. Cốt 10 đô ở trong team. Xịn vãi, cảm ơn em nhiều nhá. Đây rồi. Bốt cam, bốt cam. Đợi mãi. Ủa, team SP kìa. Không sao, anh có X-Cupid ở đây mà. Anh chỉ cần có em thôi. Đúng rồi. Phần tình yêu em. Đúng rồi. Phần hộ mệnh của anh. Đáng em không bắn dài. Bọn mày vào đó. Sổ. Đi. Kìa. Ba thằng ra kìa. Thế nhanh. Từ từ. Để em nó ra nó xa đi. Ok. À thế ạ. Trong nhà. Gạt đi. Chưa em xấu á. Hai đằng. Ốp xuống em. Còn nghe anh, sao chạy vậy? Nè bé nghe, nhanh một tầng. Thằng nào bắn em á. Enemies ahead. Không bắn em. Ok. Đẩy xuống anh, đẩy ra. Đây. Ủa ông cái thế, nó bắn gần hết. Ơi, cẩn thận em ơi, hai thằng. Thấy thế. Nóc hai người. Hai. Ơ sao mà em không được tính là anh cho anh biết nhỉ, anh làm được bao nhiêu vậy? Là sao? Ơ? Thể biết. Anh ăn 4 mạng à? Em anh ăn 3 mạng, em ăn 1 mạng. Ơ sao anh lại lên 4 mạng? Anh ăn 1 mạng nữa ở đâu vậy? Ơ? Anh ăn mạng anh không nhớ. Không, tự nhiên nó lẩy 4 kill à? Mà từ lấy anh đã giết được ai đâu? À ừ nhờ, em không được kill nào này. Ừ, em đưa thì... Ơ sao thằng cuối em bắn và anh lại ăn được? KK98 em ơi. Em đi. Không sai, bắn hay mà. Nó cho anh tí. Đủ. Ở nhưng mà pha cuối ảo thật. Thôi em bố thí anh một mạng, còn sao. Bố thí á, anh bắn mày đấy. Nát người giờ, thế bố thí. Thấy chưa? KK98 chưa? Em bắn 14, em không bắn được K đấy ạ. Úp. Tiếp đi. Một phát xí nó khác hẳn. Có Zed rồi.
Top 1 được iPhone XS. What the hell? Ôi, thế khoa em đang dùng một máy chơi game, một máy gọi Discord. Đúng rồi, sao anh biết? Thế lắp tai nghe thì lắp tai nghe như nào? Nó đang nghe máy máy gọi. Nghe game kiểu gì? Nghe game á, em lắp thêm tai nghe nữa. À, lắp chồng gì? Em chồng đúng hai tai nghe mà. Chuyên nghiệp đấy. Chuyên nghiệp không? Hay mà. Hai tai nghe chứ. Tai nghe xịn mà. Một tai nghe một earphone, một headphone đúng không? Đúng rồi. Anh đúng biết không? Tại không biết. Hơi nào? Đi giữa mò này. Trước mặt mình vừa rồi có một team bắn flare gun này. À, có tính rơi ở bên kia đồ trước mặt luôn. Follow me. Ok, cứ chơi đi, nếu mà được tốt thì cho anh cũng được. Cảm ơn trước nha. Để cảm ơn được tốt thì cũng cảm ơn em. Có gì lại còn nhớ đến anh để cho anh nữa. Cảm ơn em. Bắn vì anh ấy. Bánh mì Sài Gòn đặc biệt thơm ngon này. Cứ ở đâu ấy xong rồi chị xuất hiện nó. Bánh mì Sài Gòn đặc biệt thơm ngon nào. Điểm đây anh, điểm cho một trận thua. Đã nói xong tự cười ạ. Tính đâu nhỉ? Ồ, em không thấy rồi. Phải cứ bỏ cười à? Gì vậy? Trời không em? Ca này chịu rồi. Tự nói không tự cười luôn. Trời hay mê. Buồn cười quá. Bà đanh luôn này. Sao nghe tiếng gì đó. Quẹt chị nó sao hôm nay vắng gì nhỉ? Ba hủy chút chị gọi. Cũng không nhìn thấy cái thính luôn. Nó thính hả? Chịu luôn. Anh em mình phải đi. Trời ơi, mình này ra ngoài bon, đi vào bon đi. À, anh bật FHD đi, mình bật được mà không bật thì gì? À, nếu mà bật cái HDR, cái chính xác là HDR thì nó hơi lag một tí anh em ạ. Với lại nó chỉ lên được cái mức ultra ở FPS thôi. Nhưng mà mình muốn bật extreme cơ, extreme nó tôi xuống hơn. Dăm 3 cái pha đủ bóng thì cần gì đâu. Thôi nhưng mà bật cái HDR nó có cái hiệu ứng đổ bóng hay thật. Mấy ba anh giết người giờ thì ứng được rồi. Ai cũng một cái hai. Mấy người cũng ngon hơn. Chào chị. Ưu tiên FPS. Anh đang hiểu nha. Mấy căn bản của iPad của anh ấy nó có cái tần số quét 120Hz ấy. Đi trên mấy cái bản hình gaming ấy. Nhìn mượt lắm. Anh nhìn mượt hơn cả ở trên livestream cơ. À, lại bắt đầu khỏe này, lại bắt đầu bia thế. Cảm giác nó gì nó không bị gắt mắt như những cái con màn 60Hz thật. Không nhận sướng, thế này thôi. Ê, con này bao nhiêu ít nữa anh? Không mua màn, gần 11 inch, 10.5. Không mua màn 21:9, mua màn Hz cao. Không còn bắn hơn ạ. Em còn bằng con iPhone bé tí đây. Trời, mày cứ đóng vào mở ra.
khi tao chỉ thích của mọi bạn còn sẽ nghe được. Xin chỉ thích vui lòng gọi lại sau. Táp lắm dầu nhé. Trận này như kiểu bọn nó đi đánh bạc hết rồi. Không thấy nghe tiếng súng à? Không, không có tiếng súng, còn chết chết ở chân bò này. Trận dễ vậy. Dễ quá. Anh đưa nhé. Nói ra kìa. Không nghe, không thể để anh đưa qua bắn nào. Nào nào. Bắn vào đây bắn nào. Muốn xạo lưu đi, chứ chắc bắn. Áp lực hay. Có người bắn hay như em bắn và bắn cùng áp lực á. Áp lực chó gì chả thấy tao nào có đấy mà áp lực. Chả thấy ma nó xuất hiện cả. Chán thế nhỉ. Lại bo tiếp theo kìa. Dành cả tuổi thân xuân để chạy bo. Không tốt một được đâu. Hôm nay anh chưa được tốt một nào đúng không chú? Ôi, có em bảo sao tốt một được. Có em bảo khác này à? Em không bảo nó sao tốt một được. Đây rồi, cuối cùng có tiếng súng em ạ. Động má. Động. Quá nhanh. Nhưng mà này, 150 này. Ui, gói xăng 75 bắn hay rồi. Hay bình thường hay. Từ nãy giờ giết người hơi nhiều á. Tại giết nữa kìa. Nữa kìa. Căng. Kìa. Anh không thấy rồi. Nhìn mãi rồi. Được quá. Không biết. Lấy cái thằng A đây thôi. Trên đầu. Đông quá. Đông quá nghe, tự nhiên bây giờ nó lại đông ở đây. Giải quyết bọn trên đầu đấy. Em nghĩ thôi. Cẩn thận nhá, gần lắm. Đi chậm lại em ạ. Ôm vào kìm không. Kìa. Có hai thằng em ơi. Có hai thằng, trời ơi. Rồi một thằng. Đấy, mà lại yếu rồi mà. Có hai thằng nhá, một vẫn còn một thằng nằm nữa. Tốt này. Em bắn thằng gốc cây khác. Bên kia giết chưa? Giết rồi. Kia hoàn đá hướng nào đắp đi. Ok thấy rồi. Nó qua đường này nghe. Đông, bốn thằng. Em thấy. Một viên rồi, yếu. Yếu ấy. Em bắn nàng sau trước ấy. Đây, cái cây đấy. Rồi. Còn một thằng ở hòn đá nữa, hòn đá. Vẫn còn một thằng ở hòn đá nữa. Để. Bắn nốc rồi ấy, chưa hàng bụng hẳn đâu. Ném nết. Nó chạy kìa anh. Chết chưa? Em ăn hết mạng rồi. Vẫn nóc. Ồ, nóc. À, you kill. Okay. Rồi, xong. Chết đi anh em, không thấy. Em hết đạn. Ui, chết rồi. Em hết đạn này, không kịp lấy đạn. Đạn gì? Đạn xanh. Ui, đạn xanh không còn. Em rồi. Không còn sao không? Ngon đấy. Khu nhà có người này.
thận nhá. Vừa rồi nó bắn mình rồi ấy. Bây giờ chắc chắn nó thấy mình nó sẽ bắn. Hoặc nó đã đẩy lên rồi. Bẻ mạnh thôi. Ôi lên. Lấy mấy cái tảng đá. Ở dưới trước mặt luôn. Dưới đồ. Đây lấy hòn đá này đèo vào em ơi. Uống nước đi, bắt nước vào cho anh em. Bộ thế. Bắn thằng lẻ mày. Sáp, sao nó đứng nằm ngoài bom đấy. Không sao, không có sao. Bom mình cứ bị đuổi bom. Giải quyết xong chưa? Dưới á, khu nhà em chưa biết. Khu nhà có anh ơi. Đi bò đã. Ui, chạy vào bò. Bọn ở khu nhà dưới nãy anh nhớ không? Nhớ. Ở gần mình lắm á, tí chạy lên đây là bắn mình trước. Còn 9 thằng nữa cơ, còn đông lắm. Sợ chạy con này là bắn được mình ấy. Ừ, anh cũng biết điều đó. Nhưng mà anh sợ mấy bọn đây à. Bây giờ bọn ở đây là bọn gì rồi? Trên này hình như cũng có. Đi thấp em ấy, đừng nhảy nữa. Bọn này đừng có nhảy. Mình đang ở trên cao mình nhảy là lộ. Ok này. Bắt góc này. Ôi nó bắn em. Anh nắp rồi nhá. Gần nó mấy cục đá anh ấy. Từ từ anh chưa nhìn thấy. Nó ngoài bo nó phải chạy. Cứ để em nó bắn chưa nhìn thấy. Em chạy. Như em nghe tiếng đi. Chắc chắn bọn này chết. Để chạy. Nó gốc cây nghe. Nó bị bắn anh nghe. Kệ đó. Trên này á. Em bắn được cơ bắn. Hay này. Còn ở dưới đang đẩy lên mình ấy nhé. Ok. Cứ để nó đẩy đi. Cứ nằm xuống đi em. Cứ bình tĩnh. Ngồi xuống. Đừng có đứng. Anh xử lý thằng Silent đi. Anh chưa biết nó ở đâu. Mày bò lại bắt mình phải chạy. Tức thế nhở. Đào cứ từ từ thôi em. Nóc xóa đi xem. Nóc 2. Đây. Còn đặt trước mặt. Một viên đồng. Bom. Dỡ mọi nha. Nó bị anh lắm. Cứ từ bắn. Cứ bình tĩnh không. Còn nết không? Trên này em thấy máu rồi. Em mua thằng mũ 3 mấy mũ. Ok. Để yên. Nét đi anh. Được rồi, để yên nó thích thấy đi. Mưa lửa này. Anh phần này. Từ anh ấy, em đầy máu hả? Chơi không máu. Cứ ăn đi. Nó không dám cứu, Cứ bình tĩnh nhá, anh uống 22 bình nước rồi anh em đẩy. Cứ đẩy. Nó. Hai cái bóng đi. Nó trong bo. Lên. Nóc kìa anh. Rồi xong. Dễ về. Vỡ đầu. Woo.
góc góc nó đẹp quá, chúng nó trong bo tiếp theo kìa, đẹp vãi đái nha anh em bắn hay ơi. Lại hay quá, anh em xem thấy mượt không?